Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác giãn dân tại phường Tam Thuận, điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Thanh Khê. Trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, quận Thanh Khê đã di dời 134 hộ dân với gần 500 người dân sống trong các kiệt K254, K258 và K264 trên đường Trần Cao Vân đến hai khu vực tập trung tạm thời là hai trường tiểu học Bế Văn Đàn và Huỳnh Ngọc Huệ. Ghi nhận sự nỗ lực chủ động của quận Thanh Khê và phường Tam Thuận, Bí thư Thành ủy yêu cầu việc tổ chức di dời người dân phải thực hiện chặt chẽ, đồng thời khẩn trương phun khử khuẩn các kiệt hẻm khu vực nóng COVID-19. Bí thư Thành ủy cũng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác di dời dân, thăm hỏi, động viên, mong muốn người dân đồng lòng chia sẻ cùng thành phố thực hiện các biện pháp chống dịch kịp thời, hiệu quả để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đến kiểm tra hai khu vực giãn dân tạm thời là trường tiểu học Bế Văn Đàn và Huỳnh Ngọc Huệ, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh địa phương cần đảm bảo các sinh hoạt cần thiết cho người dân, chú ý bố trí thêm các nhà vệ sinh di động để tránh lây nhiễm chéo. Nếu mật độ đông thì nên bố trí thêm các điểm giãn dân. Đây là lần đầu tiên thành phố thực hiện biện pháp giãn dân để phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy lưu ý công tác triển khai cần được thực hiện chặt chẽ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Và cũng là lần đầu tiên thành phố triển khai cái việc này, nhưng mà được người dân rất là đồng tình ủng hộ, và một số các địa phương, đặc biệt là Tam Thuận của Thanh Khê hiện nay đang triển khai thực hiện rất là tích cực, và đây sẽ là một trong những cái biện pháp mà hiệu quả nhất trong cái việc chúng ta giãn cách, đảm bảo cho cái việc là không để cho dịch bệnh lây lan sâu ở trong các cái kiệt hẻm. Và hy vọng là với cái biện pháp này thì mặc dù chính quyền sẽ vất vả hơn, nhưng mà cái hiệu quả về phòng chống dịch nó sẽ đạt được cao hơn và sẽ nhanh ngăn chặn cái việc bùng phát dịch bệnh ở trong các khu kiệt hẻm. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, tránh để mất mát tài sản của người dân, giám sát việc chấp hành biện pháp phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn dân. Đến nay trên địa bàn phường Tam Thuận có trên 230 F0. Quận Thanh Khê sẽ lo toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt hiện nay tại các khu giãn dân.